ông đi ra muộn thế? Đẹp quá. Đấy. Xin đừng quá khen. Khen vừa thôi. Cây này bao nhiêu đâu? Cây 6 triệu. Hôm trước vào thấy rồi nhỉ? Cán bộ chợ rồi. Đấy. À thế à? 20. Cán bộ chợ. Xanh. Làm móng. Làm móng. Cái này là cho Hải biết rồi à? Làm móng cho tôi ra. Cái này là Hải biết rồi. Biết rồi cái gì? Áo ken gửi cho nó thì hình như thế. Đúng rồi. Ok, công thức mà. Làm móng thương, thế chở ra cho Hải à? Anh nào? Không, bán ở trên thế. Qua ghi ảnh nó bảo kê công thức nào mà ừ. Bao nhiêu? 6. Đấy. Hôm nay ông chở một rừng hồng phấn, đơn hồng phấn. Đây cái đơn hồng, đơn hồng. Đây nghệ thuật. Không, trông to nhiều tiền thôi được. Cái này hôm được triển lãm ở ủy ban nhân xã đây này, này. Dạ. Cái này hôm đặt các cấp nó ở ủy ban nhân xã nó mãi mới bán cho này. Ông cứ giao dịch đi, để sang phục vụ anh Trương cái này. Đấy, phục vụ anh Trương cái này. Đấy. 7 đồng đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy, 7 gốc. Gốc một người ôm vừa. cao hết. Đấy, cao độ 1m7 cả chậu. Đấy, cả chậu là 1m7, 1m8, 1m7, người mình 1m7. Đơn vàng khá là quý. Ở trong kia thấy trong kia thấy nó vặt cái hoa này nó chiên ăn. Thế à? Hoa này này. Ở Việt Nam nó chiên ra để ăn. Có biết ăn không? Chắc là ăn được bởi vì là tinh hoa của cây mà. Ngày xưa cứ lấy này hút này, mật đấy. Tinh hoa của cây thì mình có thể ăn được. Ăn tốt quá, giòn, chiên giòn. Đó nhiều quá. Đây, quay cây anh Trương cái này. Sáng là anh đã bán hết rồi. Nhiều hoa chưa? Đẹp, đơn này đẹp. Đấy, cái đơn này hoa đẹp. Đấy, cây này là bao nhiêu tiền anh? Báo giá cho anh 800. Đấy, đi máy. Giá rất là bình dân. Chỉ còn có 3 cây thôi. Gốc to bằng cổ tay. Với lại cây này đấy nhỉ? Một giá luôn, 800. Đấy. Đồng hàng. Rất nghệ thuật. 800. Cùng giá. Cổ thần công. Rất nhiều hoa, cây đạo nhiều hoa. Nhiều hoa. Đấy, tử vi đây. Tử vi bao tiền anh? Tử vi này 9 triệu. 9 triệu. Này là phần sạch sẽ. Đậm mỏng nhiều quá. 3 phần đất. Mài này thì phạm, cái này thì quay cho mài phạm. Ok, để cây mặt trước, cây mặt sau. Mài này, mài vẫn là 55 đúng không? Đúng rồi. Cao tầm 70 nhỉ, 65-70. Cao tầm 70. Cao 70 nhưng mà giá chỉ 55 thôi. Đấy. Đây, ai yêu cả cái xe này thì liên hệ đây, bán cả xe luôn. Đấy, bắt đầu quay lại. Cái này bao nhiêu đấy?
một mâm hoa. Mâm hoa. Đây, vào đây xem có cái gì mới không? Nhài này. Thơm thế. Thơm là thơm mai chú thủy chứ không phải thơm nhài. Mai chú thủy thơm quá. Bốn triệu. Bệ đây xòe tiếp luôn này. Gối lên rất là dẻo, làm rất là hay, nhưng mà lá nó hơi to. Tất nhiên là nó là cây hữu dụng, uống được vừa chơi được. Bởi vì em có hai con mà. Cứ đè nó không bao giờ chín chín. Hàng không không. Khi em chạy con 99 nó khác hẳn. Hai con chạy khác hẳn nhau, con 99 chạy đổ lên khác hẳn một điện. Con kia chạy vẫn bị tấm tay nhưng mà hai con được cân bằng đấy. Nhưng mà sao em đi 99 rất thích. Tôi nói là tôi giống ý hàng ba cục vớ phải giống nhau đâu, khác nhau cái gì, chả khác nhau cái gì đấy, chín chín nó khác nhau cái gì đâu, sao nó phân biệt đời cái gì như thế này. Năm hàng có hai loại siêu đại đoàn ba cục rồi ba cục ba sáp chúng ta chơi tiểu máy. Ý là nó phải như nhau. Không, không mua được cái gì chơi? Không, ý là em nghĩ là nó phải như nhau. Nó như nhau về tôn hồn xe. Vâng. Thế đại đỏ. Bây giờ băng nước ra thôi. Băng nước chưa? Con người mình rất là mặc cái đấy đúng không? Đúng vậy, là thằng nào nó có cái đấy thôi. Cái gì là tự nhiên nó làm ảnh hưởng cái nào. Thay kia. Đấy, nhìn thân nó như kỳ lân ấy. Hỏa kỳ lân ấy. Không, cây khác hẳn luôn. Cây nó khác. Cây nó không có những nghệ thuật sống. Cây là một môn nghệ thuật sống, còn cái này là sinh ra như kiểu đối đồ đồng. Khoảng cách nó gần quá nên là không quay được. Đi em mua đi. Đấy, hãy nói nha. Không phải em đi mua hàng về. Cái thằng nó mua 99 luôn. Không nhãn gì. 2.000 luôn. Móng mà. Ông đang ký chiếc thì ông bảo 99 luôn. Cây nghệ thuật, em xin yêu. Đẹp cách. Tông mua xe đồng 80, đồng 8 mấy. 99 là đồng 8 rồi. Không nói xe này ra ngoài. Sang làm lại được đấy. Sang ấy giúp mẹ bày trò thì nó thay xe luôn. Dạ. Giá này đêm thì làm được. Đại đỏ. Cái đại này bao nhiêu anh? Cái đại này đang bán triệu 2. Triệu 2. Mập cái lọc. Đang chuyển ông nói chuyện xe này. Bao tiền một bụi đấy chị? Tưởng giá chung với cái bụi này 250. Còn cây này thì riêng không? Cây này thì bao nhiêu? 1 triệu. Nhà mình có nhiều cái loại bụi to này. Ít ạ. Cái này thì chơi hoa. Xanh nhiều quả chưa? Đúng không?
chả biết của ai đâu, để một mình ở đây. Đấy, thấy lạ nhất là hôm nay video chợ này thấy lạ nhất là cái chuối này. Đấy, quả này khủng khiếp. Nhìn quả là tưởng hoa đấy. Đấy, đấy là quế lạ, tất nhiên là mình ngắm vui thôi, nó chỉ có thời điểm. Ok, để sang chỗ trung dâu tí cho nó hết tuổi chợ.